Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài thực hành là mổ cá chép. Để tiến hành được bài này thì chúng ta cần chuẩn bị một số dụng cụ và mẫu vật như sau. Thứ nhất là cá chép, thứ hai là khay mổ, thứ ba là bộ đồ mổ. Trong đó chúng ta dùng chủ yếu đó là kéo, kim mũi giáo và kẹp. Các bước tiến hành mổ cá chép như sau. Bước 1, các bạn dùng kéo cắt một vết trước lỗ hậu môn của cá như hình. Bước 2, từ vết cắt trước lỗ hậu môn, ta mổ dọc bụng cá về phía dưới vùng vây ngực. Chú ý nâng mũi kéo hướng ra ngoài, tránh cắt vào các nội quan của cá. Bước 3, các bạn dùng kéo cắt vòng theo nắp mang đi qua cơ quan đường bên. Sau đó các bạn cắt qua các xương sườn dưới cột sống đến nắp mang và cắt tiếp xương nắp mang, bỏ các phần cơ đã cắt để lộ toàn bộ các nội quan bên trong của cá. Tiếp theo là chúng ta sẽ trình bày mẫu mổ. Ở đây yêu cầu các bạn học sinh là sẽ mô tả được các vị trí cơ quan của cá như ở trên hình. Như các bạn nhìn thấy ở đây tôi có một cái hình đánh số từ 1 đến 9. Thì các bạn có thể yêu cầu các em học sinh liệt kê tên của từng cơ quan một. Đáp án ở đây là gì? Đó là số 1 chúng ta nhìn thấy đó là tim, số 2 là gan, số 3 là mật, số 4 là dạ dày, số 5 là ruột. Số 6 là tinh hoàn, ở đây thì có thể là tinh hoàn hoặc là buồng trứng. Tinh hoàn đối với cá đực và buồng trứng đối với cá cái. Số 7 là bóng hơi, số 8 là thận và số 9 là lá mang. Tiếp theo chúng ta có thể cho các em học sinh quan sát thêm về bộ xương của cá chép và các hình ảnh liên quan về bộ não của cá. Cuối cùng là chúng ta yêu cầu các em viết một bài thu hoạch. Ở đây bài thu hoạch chúng ta chia làm mà có một bảng chia làm 3 cột. Cột đầu tiên là tên cơ quan, cột thứ hai là vị trí cấu tạo và cột thứ ba là vai trò. Ở cột đầu tiên thì chúng ta liệt kê các cơ quan của cá như là mang, tim, thực quản, dạ dày, ruột, gan, bóng hơi, thận, tuyến sinh dục, ống sinh dục và bộ não, và yêu cầu các em điền vị trí cấu tạo và chức năng của các cơ quan này. Trên đây là tôi vừa hướng dẫn các bạn thực hành bài mổ cá chép. Chúc các bạn thành công!